đường sông Nhạn Dầu Dây là tuyến liên huyện qua địa bàn huyện Cẩm Mỹ, Long Thành và Thống Nhất của tỉnh Đồng Nai. Nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa thông thương trên tuyến đường mỗi ngày rất lớn. Tuy nhiên, với tiến độ như vậy, dự án này đang đứng trước nguy cơ phải tiếp tục gia hạn thời gian hoàn thành. Trong khi đó, việc kéo dài thời gian thi công khiến cho việc lưu thông vừa gặp khó khăn, vừa mất an toàn. Ghi nhận của phóng viên Đồng Nai Ngày Mới. Thưa quý vị và các bạn, dự án đường sông Nhạn Dầu Dây đã được khởi công xây dựng từ cuối năm 2022 và dự kiến là giữa năm 2023 sẽ hoàn thành. Thế nhưng tính tới thời điểm này thì rất nhiều hạng mục của dự án này vẫn chưa xong và vẫn còn đang lỡ dở rất là nhiều. Và hiện thì dự án đang chuẩn bị để thực hiện gia hạn lại lần thứ hai. Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường sông Nhạn Dầu Dây đoạn từ Hương Lộ 10 huyện Cẩm Mỹ đến đường DT769 huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai dài 12,4 km. Dự án được khởi công 2017 và đã hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2020. Còn đường sông Nhạn Dầu Dây đoạn còn lại qua huyện Thống Nhất có chiều dài hơn 2 km, gồm hai gói thầu đường và cầu. Hai gói thầu này cùng được khởi công vào cuối năm 2022 và dự kiến tháng 6 2023 sẽ hoàn thành. Song do vướng mặt bằng và nhiều nguyên nhân khách quan khác nên dự án được gia hạn lần một, dự kiến cuối tháng 9 này sẽ xong. Nhưng đến thời điểm này, phần đường chỉ mới thảm nhựa được 400m và đạt 35% khối lượng, còn gói thầu đối với cầu hiện đạt 80%. Đây là do mặt bằng, cho nên là tháng 6, 27 tháng 6 vừa rồi mới rời được đường điện này, rồi mới bắt đầu thi công được mố cầu. Thế còn thì hiện nay về cái công tác giải phóng mặt bằng thì hiện nay cũng còn vướng. Chính vì nó vướng như vậy thì nó cũng ảnh hưởng đến cái tiến độ. Và nó cũng gây ra là mình nó đi chậm tiến độ hơn là cái dự kiến ban đầu. Trước đó, cầu sông Nhạn và đường sông Nhạn Dầu Dây đoạn đi qua huyện Thống Nhất đã xuống cấp. Để thuận lợi lưu thông, huyện Thống Nhất đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận đầu tư xây dựng hơn 2 km đường sông Nhạn Dầu Dây và giao về cho tỉnh quản lý. Hiện đường sông Nhạn Dầu Dây đoạn qua huyện Thống Nhất đang được nhà thầu tập trung thi công. Nhưng hiện nay do không có mặt bằng nên ở phần 1,7 km còn lại chỉ mới làm cống thoát nước hai bên đường ở một số đoạn. Đơn vị thi công cũng cho biết đang tiến hành làm thủ tục để xin gia hạn dự án lần 2, tức cuối năm 2023 này mới có thể hoàn thành. Nhà thầu làm như thế thì đi đến là gây ra những cái thiệt hại cho nhà thầu. Thì nhà thầu thì cũng muốn là làm để đẩy nhanh được tiến độ lên và... Chứ còn hiện nay là không làm được. Kiến nghị địa phương làm sao mà gấp rút giải phóng được mặt bằng và bàn giao cho đơn vị thi công để đơn vị thi công sẽ triển khai nhanh và để đẩy nhanh được tiến độ. Người dân mong muốn tuyến đường sông Nhạn Dầu Dây đoạn qua địa bàn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai sớm được hoàn thành, đưa vào sử dụng để đảm bảo an toàn và thuận lợi đi lại.